Trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. À, bốt được revert các bác nhá. Anh còn nợ em, nuốt vội vàng, nuốt vội vàng. Năm trôi qua dèm. Xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một sản phẩm mà thời gian qua luôn mong ngóng và hôm nay thì cuối cùng cũng đã về hàng. Một chiếc vang số, đây sẽ là một dòng vang số thuộc phân khúc là rất cao cấp các bác nhá. Nó sẽ sánh ngang với những dòng vang như là con S900. Đó. Nói như vậy để các bác biết là cái con vang này nó hiện đại đến cỡ nào. Và đây là một dòng vang mà thời gian qua thì cũng đã rất là mong ngóng rồi. Và nếu như các bác mà đã tìm hiểu những dòng vang của DB Acoustic thì các bác sẽ chắc chắn đã rất ấn tượng với dòng vang S800 đúng không ạ? Và đây sẽ là một dòng vang nó là thuộc đời cao hơn rất nhiều so với dòng vang S800. Đó chính là dòng vang DB Acoustic S800C. Vậy thì con này có những cái gì mà nó lại có mức giá và nó được sánh ngang với dòng S900? Bởi vì đây là một sản phẩm mà phải nói là nó rất công nghệ. Và nếu như trong một bộ dàn các bác muốn hát hay đúng không ạ? Tiếng echo, tiếng reverb hay và chống hú tốt thì chắc chắn là các bác phải cần con vang tốt rồi. Và đây sẽ là một con vang mà cho ra những cái tiếng nhạc rất là hay, echo, reverb, lịnh giọng và đặc biệt là nó có thêm rất nhiều tính năng cao cấp nữa. Huyền em xoay vòng đi để các bác xem. Đấy. Ở đây là cái vỏ ngoài của nó các bác nhá. Cái vỏ ngoài của dòng này thì nó cũng khá là basic, khá là đơn giản đúng không ạ? Ở trên này thì nó có luôn là cái hình dạng thiết kế của vang rồi. Bây giờ thì em sẽ mở ra và giới thiệu đến các bác chi tiết về sản phẩm này. Và phụ kiện của nó thì nó sẽ gồm là một cái điều khiển này. Đấy, điều khiển này các bác có thể điều chỉnh từ xa. Cái điều khiển này thì là điều khiển ăn theo máy luôn các bác nhá. Đây, quay cận cảnh các bác xem này. Đấy. Rồi ok. Một dây HDMI này, một dây cáp USB và một cái dây nguồn nữa đúng không ạ? Và đây là con vang S800C. Các bác có thể xem thì với cái dòng này được thiết kế và hình thức thì nó cũng khá giống so với dòng vang S800 mà thôi. Vẫn là với hai màn hình. Một màn hình thì hiển thị những cái thông số từ mic này, từ nhạc này, từ mọi cái này. Đấy, để các bác có thể căn chỉnh được. Và một màn hình thì các bác có thể là cài được những cái hình ảnh của bản thân này, người nhà này, người yêu này, vợ này chẳng hạn đúng không ạ? Và ở phía trên đây thì các bác có thể là điều chỉnh được một số những cái thông số đơn giản của nó, có thể kể đến như là chuyển mode này, đấy, enter này, phím nguồn này, bluetooth này, input này và âm lượng của echo, reverse, mic và music đấy. Rồi. Và với cái dòng này thì nó có rất nhiều điểm hay. Đầu tiên là các bác có thể để ý là những cái dòng vang mà cao cấp thì đa phần nó sẽ không có bluetooth, nhưng mà đây là một con vang nó có bluetooth. Ngoài ra thì nó có Bluetooth 5.0, tức là gần như là cái chuẩn phát Bluetooth cao nhất hiện tại rồi. Đó. Và tích hợp thêm rất nhiều tính năng nữa. Em xoay cái mặt đằng sau lại cho anh. Tháo dây nguồn nào. Đấy. Rồi. Đây, đằng sau của nó đây thì những bác nào mà mới chơi vang ấy, các bác nhìn vào thì các bác sẽ thấy là rất là phức tạp đúng không ạ? Bởi vì nó có quá nhiều những cái ổ cắm. Nhưng mà bác nào mà đã sành sỏi rồi thì các bác nhìn vào đây các bác sẽ thấy là một bầu trời công nghệ. Đầu tiên là phần nguồn này. Con này thì nó sẽ có hai cái đường mic ở cắm ở đằng sau, mic 1, mic 2 và chỉnh được hai mic riêng biệt các bác nhá. Tính năng Bluetooth này, cổng cáp RS232 này và đặc biệt một tính năng nữa rất ăn tiền của dòng này, đó là nó có thể sử dụng làm những con xử lý trong những cái bộ cinema xem phim, có những cái đường vào bằng HDMI. Đấy. Các bác có thể xử lý âm thanh 5.1, 7.1 thoải mái luôn. 5 đường HDMI vào và 2 đường HDMI ra. Đặc biệt nó sẽ có 8 cổng out. Đấy, đặc điểm của những cái dòng vang DB kiểu như này thì cho phép các bác xử lý được với rất nhiều đôi loa, rất nhiều nhóm loa, rất nhiều súp. Cổng quang vào này và một cổng quang ra. Đây là một cái sản phẩm mà các bác có thể dùng trong vòng từ 3 cho đến khoảng tầm 5 năm nữa thì yên tâm là không bao giờ lo lỗi thời. Đấy. Vì cái dòng này, sản phẩm này nó tính toán rất là xa rồi. Cổng USB để các bác có thể cắm cáp được chỉnh này. Ngay bây giờ thì em sẽ test đến các bác cái chất âm của dòng này. Và có một điểm đặc biệt nữa là khi mà em lên sóng những dòng vang ấy, thì rất nhiều bác hỏi là con này thì dùng chip gì, đúng không ạ? Thì nói luôn với các bác là con này nó dùng chip là DSP21489.
Nhưng mà nếu như vậy thì vẫn chưa đủ. Đấy, con này nó dùng đến hai con chip các anh nhá, hai con chip DSP21489 để xử lý, nên là cái tốc độ xử lý cũng như là cái chất âm ra rất là hay. Ok, bây giờ thì sẽ lắp vào và test ngay đến các bác cái tiếng của cái dòng vang cao cấp này S800C. Bây giờ thì sẽ test đến các bác thực tế cái chất âm của cái dòng vang rất cao cấp này các bác nhá. Một con vang số 2 thì không thể nào mà thiếu được cái tiếng echo thì vẫn hay rồi. Đầu tiên, ở đây là chế độ echo của nó này. Lê 1 2 6 7 lê lê. Echo thì nó cũng sẽ có echo sitte và echo mono. Đây là echo sitte này. Lê 1 2. Các bác nghe có đảo loa không ạ? Thật ra thì với con vang số này nó có thể làm được nhiều hơn rất nhiều so với cái bộ mà em ghép ở đây nữa. Nó có thể xử lý với những bộ 5.1, 7.1, còn đây là chỉ với hai loa một súp mà thôi. Ok anh em, bây giờ thì em sẽ bật một cái bản karaoke để hát các bác nghe thử khi mà tiếng effect nó quện vào tiếng nhạc thì chất âm con vang này sẽ như nào các bác nhá. Ok, bài gì anh nhỉ? À? Các bác nghe nhạc có đón được bài hát gì không ạ? Anh còn nợ em công viên ghế đá lá đổ chiều và còn nợ em dòng xưa bên cũ. Dòng xưa bên cũ con sông em đêm. Anh còn nợ em chim về núi nhà. Trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Mốt được reverse các bác nhá. Anh còn nợ em nuốt vội vàng. Nuốt vội vàng năm trôi qua rằng anh còn nợ em. Công nhận là cái tiếng reverb của này nó rất là sang. Con tim bối rối anh còn nợ em và còn nợ em cuộc tình đã lỡ. Vừa rồi thì Mr. Trung vừa hát và nghe cái tiếng con này thì em đánh giá luôn là con này nó là một cái tiếng cho ra một tiếng reverb, phải nói là super reverb. Tiếng reverb nó rất là hay. Mình cảm nhận khi mà nghe tiếng reverb của con vang số này nó cảm giác như là đang nghe tiếng reverb của con Midas M32 vậy. Tiếng rất là sang và sạch. Và nếu như các bác quan tâm về sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ với Sóng Âm Thanh để được hỗ trợ và được tư vấn trực tiếp. Ngoài tính năng là vang số ra thì con này nó có thể xử lý được rất nhiều cái nữa. Các bác có thể sử dụng để ghép làm DSP của những cái bộ xem phim cinema 5.1, 7.1, sự kiện, phòng hát và gia đình thì tuyệt vời rồi đúng không ạ? Sẽ là một con vang số rất là hay và nhiều tính năng. Nếu như mà các bác quan tâm về sản phẩm này thì hãy alo Sóng Âm Thanh nhé để được hỗ trợ và tư vấn làm sao để các bác có thể có được một bộ dàn tốt nhất với những thiết bị tốt nhất. Ok, bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip review tiếp theo.